Rashford tỏa sáng giúp tuyển Anh giành ngôi đầu bảng B. Tiền đạo Marcus Rashford lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của tuyển Anh trước xứ Wales ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2022 rạng sáng ngày 30 tháng 11. Do chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành vé đi tiếp, tuyển Anh nhập cuộc chậm rãi trong cuộc đối đầu với xứ Wales. Trong hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Southgate kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 74% và tung ra 9 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần trúng đích nhưng không ghi được bàn thắng. Cơ hội ngon ăn nhất của Tam Sư trong hiệp đấu đầu tiên là tình huống Marcus Rashford đối mặt với Danny Ward ở phút thứ 10 nhưng cầu thủ này không thắng được thủ thành của xứ Wales. Sang hiệp 2, Rashford không phụ sự trông đợi của Southgate trong lần đầu tiên được đá chính tại World Cup 2022. Phút 50, tiền đạo Manchester United mở tỷ số cho tuyển Anh với cú đá phạt hiểm hóc ở cự ly khoảng 20m, đưa bóng cuộn vào góc xa không cho thủ môn Danny Ward cơ hội cản phá. Chỉ 2 phút sau, chính Rashford gây sức ép khiến Ben Davies mất bóng bên cánh trái, tìm đến vị trí của Harry Kane. Thủ quân tuyển Anh sau đó thực hiện đường căng ngang dọn cổ cho Phil Foden băng vào đệm lòng nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi rời sân để nhường vị trí cho Grealish, Rashford còn để lại dấu ấn với cú sút chìm, đưa bóng qua hai chân thủ môn Danny Ward để ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Anh ở phút 68. Với cú đúp ghi được ở trận đấu này, Rashford nâng tổng số bàn thắng của Anh tại World Cup 2022 lên con số 3. Tiền đạo Manchester United đang cùng Kylian Mbappe, Pháp, N Valencia, Ecuador và Cody Gakpo, Hà Lan, dẫn đầu cuộc đua vu phá lưới của giải đấu. Chiến thắng trên giúp tuyển Anh giành ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Suất đi tiếp còn lại của bảng đấu này thuộc về tuyển Mỹ, 5 điểm, sau chiến thắng 1-0 trước Iran ở trận đấu cùng giờ. Trước đó, bảng A cũng đã xác định được hai đại diện đi tiếp gồm Hà Lan, đầu bảng, 7 điểm, sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Qatar và Senegal, nhì bảng, 6 điểm, với chiến thắng 2-1 trước Ecuador.